Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về chỉ theo. Qua quá trình tìm hiểu, tôi có tìm ra những cái trang web mà liên quan đến chỉ theo. Xin chia sẻ với mọi người. Thì trên chỉ theo nó sẽ có những cái ký hiệu chúng ta đọc ở trên này. Ví dụ, ký hiệu là chữ text chẳng hạn, chữ detect chẳng hạn. Và các cái chỉ số ở trên này chúng ta có thể là tham khảo ở trang này. Ở dưới này thì nó cũng có rất nhiều những cái bảng rồi những cái giải thích để chúng ta có thể tham khảo cái trang web này để biết về cái các cái chỉ số. Một cái trang web nữa ở đây á là cái trang web về chỉ theo. Đây là cái sản phẩm của cái một cái công ty giới thiệu đây. Thì chỉ theo nó có hai loại. Một cái loại là chỉ rayon, một cái loại là chỉ polyester. Thì với cái mỗi cái loại chỉ này á, là đều người ta đều có cái giải thích chi tiết mô tả luôn. Để mình hiểu sơ bộ á, thì cái loại rayon này này là cái loại chỉ theo tự nhiên, gốc tự nhiên, và nó có các cái chỉ số là 120D/2, 150D/2, 250D/2, vân vân. Màu thì nó có bảng màu. Thế những cái chỉ số này thì nó thể hiện theo tôi nghiên cứu và tôi tìm hiểu á, thì nó là các chỉ số về cái độ lớn á, của cái sợi chỉ và cái số cái sợi chỉ đơn á, xe lên để cho nó thành cái sợi chỉ theo. Thì ở đây á, chỉ số 120D là cái độ lớn, còn cái 2 này là hai sợi xe với nhau thành ra một cái sợi lớn, có cái chỉ số như thế này. Thế thì mình sẽ lựa chọn những cái chỉ số nào để mình theo, thì là cái đó thì để mình sẽ tiếp tục với cái phần giải thích tiếp theo. Các loại chỉ thứ hai đây là chỉ polyester. Các loại chỉ này là loại chỉ nhân tạo. Đây cũng có các cái chỉ số ở đây, các cái bảng màu, nói chung các cái tiêu chuẩn trong này chúng ta có thể là tìm hiểu. Ở đây này cũng có là 75D/2 này, 120D/2, 150D/2. Thì cái này nó hơi khác cái kia một chút, là nó có cái chỉ số nhỏ hơn. Thì đây là cái sợi rất là mảnh. Tôi cũng đã tìm hiểu rồi, là cái sợi 120D là sợi trung bình, sợi 150D lớn hơn, còn sợi 75D/2 là cái sợi nó mảnh. Thì đây là những cái trang web mà chúng ta có thể tìm hiểu. Về chỉ theo như chúng ta đã coi ở những cái video trước ấy, thì nó có chỉ lót, tức là chỉ dưới, và chỉ trên. Thế thì ở cái chỉ lót á, thì chúng ta có các cái loại như thế này. Hôm trước tôi cũng có giới thiệu sơ bộ rồi. Thì ở đây á, ta có cái chỉ của Broder, có cái chỉ số ở đây là 100D/2. Còn cái chỉ này á, là cái chỉ của Việt Nam, nó có cái chỉ số là D/18. Thì đó là những cái chỉ số mà mình cần quan tâm. Những chỉ số đó nó thể hiện là cái độ lớn của sợi chỉ, hoặc nó là độ dày và độ mảnh của sợi chỉ ấy. Cái phần phía trên này thì là những cái loại là chỉ theo. Cái chỉ theo thì nó cũng có những cái loại mà tôi vừa mới cho chúng ta tham khảo ở trên trang web này. Nó có hai loại, một là rayon, hai là polyester. Thì ở đây á, tôi có một số cái chỉ rayon. Đây cũng là chỉ số là 120D/2. Những cái loại chỉ này là chỉ rayon gốc tự nhiên. Chỉ này là chỉ của Nhật, tôi có mua được một số cái loại chỉ là khá tốt. Chỉ của Nhật thì cái cuộn của nó không lớn, cuộn của nó có 3000 mét thôi. Còn cái chỉ mà của Việt Nam ấy, thì cái cuộn của nó rất là lớn, 5000 mét. Đây, những cái chỉ này là rayon 5000 mét, 120D/2. Rayon 120D/2, 5000 mét. Còn cái mấy cuộn nhỏ là chỉ polyester của Sunbet. Cái chỉ này tôi cũng mua trên các trang mạng. Đấy. Đây là cái số của nó.
120D trên 2/1000m của Sunbet cũng là polyester. Thì cái loại chỉ này á, thì nó polyester nó rất là đa dạng và rất là nhiều màu. Ví dụ đây là chỉ của Roder này, ta thấy là cái mẫu của nó có cái chỉ số khác nhé, 135 Vitek trên 2. Thì toàn bộ cái chỉ của Roder ở đây á, thì nó đều có cái đại đàn cái mã khác, thì cái đó tôi sẽ chia sẻ với mọi người trong một cái video mà nó liên quan đến cái phần mềm thiết kế. Tôi xin chia sẻ với mọi người một số sản phẩm theo. Cái hình này là hình tôi tự thiết kế theo trên vải KT. Thế là bố trí 3 hình trên một diện tích vải hẹp thì nó cũng dẫn đến là bị nhăn vải đấy. Nó không nhăn ở chỗ cái hình theo mà nó nhăn xung quanh. Tức là nó có hiện tượng là co rút của vải. Đây cũng là cái mẫu mà được theo trên vải KT này. Mẫu này tôi cũng thiết kế. Mình tự thiết kế và mình theo thử. Đây là cái mẫu nằm trong cái thư viện của máy. Được theo trên chất vải là không co giãn. Đây cũng là một cái mẫu được theo trên nền vải không co giãn. Mẫu này tôi cũng tự thiết kế. Với cái diện tích dày đặc như thế này thì cái độ nhăn co nó cũng sẽ rất dễ xảy ra nếu ta lót không tốt. Đây cũng là những cái hình mà tôi thêu trên các cái vải mỏng và vải cũ với diện tích rất là dày như thế này thì mình không lót tốt rất dễ xảy ra hiện tượng là nhăn. Đây là mẫu mà nằm trong thư viện của máy này. Đấy, những cái mẫu này là những cái mẫu đơn giản. Đây cái mẫu này hôm trước chúng ta đã có một video đã thêu cái này. Đấy, thì cái mẫu này là thêu trên vải có giãn hai chiều. Nếu ta lót tốt thì nó sẽ rất đẹp. Đây là một cái mẫu thêu trên cái vải cũ. Cái mẫu này thì nó không phải là mẫu đặc nên là cái độ nhăn của vải nó ít. Đấy, tiếp đến là những cái mẫu đơn giản. Mẫu này thì nó không phải là mẫu đặc, do vậy mà cái độ nhăn của vải nó không nhiều. Đây cũng là những cái mẫu tôi tự thiết kế. Mẫu này cũng là mẫu đặc. Những mẫu này được thêu trên cái vải dày. Vải này nó dạng như là vải bố, vải canvas chuyên may túi. Thì những vải này thì độ nhăn của nó ít, hầu như là không có. Cái hình này thì tôi cũng tự thiết kế và thêu. Tiếp đến là một loạt các cái hình. Thì trong này cũng có những hình tôi tự thiết kế trên phần mềm, cũng có những cái hình thì tôi lấy ở trên thư viện của máy. Thì nói chung là mình thêu mà thêu trên cái diện tích với cái số lượng mà hình đặc nhiều như này ấy, vài mỏng á, thì nó sẽ dẫn đến nhăn xung quanh. Tại cái hình thì nó không có nhăn, tại vị trí đúng hình thì không nhăn, nhưng mà xung quanh của nó là nhăn. Thì mình cũng phải rút kinh nghiệm là phân bổ cái hình làm sao cho hợp lý, không nên thêu nhiều quá, dày đặc quá. Đây là cái mẫu nó nằm trong thư viện máy này, thêu trên cái vải này là vải dày thì cái độ nhăn của vải nó rất ít. Đây cũng là một số mẫu. Khi mình thêu như thế này thì mình sẽ rút kinh nghiệm được về cái độ co rút của vải, rồi căng trùng chỉ trên chỉ dưới.
Đó là một vài chia sẻ về những cái sản phẩm theo của tôi với mọi người. Như vậy chỉ nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của cái sản phẩm theo. Do vậy việc chọn chỉ là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Bởi vậy hôm nay tôi mới chia sẻ với mọi người về các cái loại chỉ cũng như các cái chỉ số để chúng ta tham khảo và lựa chọn trong quá trình chúng ta theo cái sản phẩm của mình làm sao cho nó đẹp. Tôi xin dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.